Anh đau bụng đi ngoài. Hả? Thì anh cứ ra ngoài anh đi thôi, thoải mái. Này, em có phải ngơ ngơ ngác ngác. Anh đau bụng đi ngoài là do đồ ăn ở đây. Anh bị ngộ độc thức ăn. Ừ, anh ơi, nhưng mà cái trường hợp này thì em chưa gặp bao giờ. Em cái gì? Bây giờ em phải chịu trách nhiệm cho anh. Anh ơi, cái này anh cứ phải từ từ. Có gì để em à, xử lý. Đấy, đây. Nhà mình là đặt ăn ở tầng 2, lên luôn nhé. Có việc gì ấy? Anh xử lý cho bọn em cái trường hợp về anh khách kia anh đang ý kiến lên. Vâng, chào anh. Tôi là quản lý của cái nhà hàng này. Có vấn đề gì không anh? Thì vấn đề là tôi ăn đồ ăn ở nhà hàng này bị đau bụng đi ngoài rất nhiều lần. Anh xem giải quyết như thế nào cho tôi đi. Anh ăn đồ ăn mà bị đau bụng á? Thế khách ăn những món gì? Đây kiểm tra xem này. Thưa anh, những cái đồ ăn của anh ấy thì là ở nhà hàng chúng tôi ấy đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Và hơn nữa thì trong cả ngày hôm nay cũng có rất nhiều khách ăn những cái đồ ăn như này. Nhưng mà chưa có ai bị ngộ độc như anh cả. Anh nói thế ý là tôi vu oan giá họa đổ oan cho nhà anh à? Không, hay là anh bị xấu bụng? Anh đây cô làm chứng cho cháu. Có phải là hôm nay cháu ăn ở đây cháu đi vệ sinh rất là nhiều lần đúng không hả cô? Sao hả cô? Cô cứ trả lời thật đấy ạ. Đúng rồi đấy, cậu này ngày hôm nay cậu chạy ra chạy vào trong kia bao nhiêu lần ấy? Đấy, anh thấy không? Bây giờ không chỉ miễn phí đồ ăn cho tôi mà anh còn phải bồi thường cho tôi đấy. Anh cứ bình tĩnh. Bây giờ như thế này, tôi sẽ chạy lên bếp để kiểm tra những cái đồ ăn đấy có thực sự là an toàn hay không. Sau đấy thì tôi sẽ có câu trả lời với anh nhá. Anh cứ bình tĩnh. Anh cứ ngồi đấy, để em đi. Alo, chú Nam đấy à? Khiếp, lại bị bệnh đại tràng nó hành hạ đúng không? Anh đã bảo chú rồi, cái bệnh đại tràng ấy mà bây giờ ấy, chữa trị nó đơn giản không ấy mà. Hả? Thì đấy, anh đây này, anh bị đại tràng nặng ấy, vậy mà dùng cái liều thuốc dân gian ấy là một phát khỏi luôn. Cứ yên tâm đi, anh đảm bảo khỏi 100%. Anh có bắt chú mua đâu, anh tặng chú miễn phí luôn. Khi nào khỏi ấy, anh chỉ cần chú ấy xác nhận cho anh mấy cái cảm nhận để khách hàng người ta tin rằng là người thật thuốc thật. Rồi, anh có 10 suất miễn phí nhá, có gì alo cho anh. Ok. Chú ơi chú. Chú có thuốc đặc trị đại tràng phải không ạ? Có đấy. Có vấn đề gì không? Chú cho cháu xin một suất bình thử được không ạ? Cậu bị đại tràng à? Vâng, cháu bị đại tràng nặng. Ăn uống đồ ăn lạ một tí là đau bụng ngay. Đây, mẹ cháu ăn có tí này thôi mà chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mấy lần liền. Cậu vừa ăn à? Có khi nào bị ngộ độc thức ăn không? Ngộ độc tuần sau rồi là chú. Cháu bị thế này, đồ ăn ở nhà thỉnh thoảng cháu cũng bị thế. Chứ còn ngộ độc thì cả nhà hàng này bị, chứ riêng gì mình cháu. Thế là đúng là bị đại tràng rồi đấy. Tôi đang rồi, vậy là tôi hiểu rồi. Thình Thái ơi. Hả? Ra đây bố bảo. Con đang kiểm tra mấy cái đồ ăn chất lượng như nào. Thôi, không phải kiểm tra ngộ độc thức ăn nữa. Dạ. Cậu này ấy là cậu bị đại tràng đấy, chứ không phải bị ngộ độc đâu. Anh bị đại tràng à? Làm sao mà bố biết được ạ? Đây, chính mồm cậu ấy vừa nói, bố đã ghi âm cả rồi đây này. chú gài cháu à? Tôi không gài cậu. Nhưng tôi chỉ chứng minh xem là
những cái điều mà tôi nghe trong nhà vệ sinh từ mồm cậu ấy nó có đúng hay sai không thôi. Alo, thôi hẹn chiều nay hủy đi nhá, tôi đang bị đại tràng hành đau bụng lắm. Ờ thôi hủy đi nhá, thế nhá. Đấy, cái việc thuốc chữa đại tràng ấy thì là tôi lừa cậu, thông cảm nhá. Còn cái việc ấy cậu lấy cớ để cậu chèn ép con trai tôi ấy thì là không được rồi. Bởi cậu biết không, nếu như cái việc này ấy mà nó lan ra ngoài thì khách hàng người ta lại bảo rằng cái nhà hàng này ấy là thiếu trách nhiệm để khách hàng bị ngộ độc. Như vậy ấy thì là mất hết uy tín. Đúng vậy. Đúng rồi. Do cháu suy nghĩ nông cạn, bà của con chú thông cảm cho cháu nhé. Thôi được rồi, lần sau rút kinh nghiệm nhé.